Không biết là nơi mà các bạn đang sống thì hiện tại nó như thế nào. Do tình hình của dịch cho nên là ở Hà Nội rất là buồn. Những cái cửa hàng này, đồ ăn, đồ uống đều không được bán tại chỗ mà chỉ có bán mang về thôi. Cho nên là mình không thể nào mà đi chơi được, cũng như là không có chỗ nào để chơi hết. Và mình có ở nhà. Sau đó thì mình lướt lướt trên mạng, mình có đặt vô cùng nhiều đồ online. Và ngày hôm nay mình sẽ unboxing cho các bạn một cái sản phẩm của Coolmade. Phải nói là Coolmade gửi hàng rất là nhanh. Thì ở trước mặt các bạn đây là một cái box có cái dán cái băng dính của Coolmade. Bây giờ mình sẽ mở nó ra. Thì cái này mình đã bóc qua xem trước rồi, bởi vì là mình rất là hào hứng với cả cái packing này, bởi vì là đây cũng là lần đầu tiên mình mua hàng kiểu như này. Ok, một cái packing bên trong một cái box bằng giấy nữa. Bây giờ thì mình sẽ scan thử xem cái này nó là cái gì. Và hóa ra là khi mà scan xong ấy thì nó ra cái trang web của Coolmade. Thì đây cũng là cái trang web mà mình dùng nó để đặt đồ. Và chắc chắn rằng là nếu như bạn là nam thì bạn chỉ cần bấm vào trang web của Coolmade thôi là có tất cả những cái gì mà các bạn cần ở trong đấy luôn. Thôi chắc có lẽ là mình không nói nhiều về Coolmade nữa mà mình sẽ mở ra cho các bạn xem bên trong luôn. Thì trên tay của mình đây là một cái box là wow box. Bên trong này nó sẽ có 4 sản phẩm, bao gồm đây nó sẽ có một cái đôi tất này, hóa đơn này, tiếp theo là một cái thác cảm ơn, ở đây có chữ cảm ơn. Bên trong là sẽ được sale 30k cho lần sau mà các bạn mua hóa đơn trên 300.000. Tiếp theo là một cái khẩu trang của Coolmade. Đây là một cái khẩu trang bên ngoài là được làm bằng vải lưới, kèm theo chữ ở đây là Coolmade cũng như là Tuesday. Với cái khẩu trang này thì được làm bằng vải, bên trong thì được lót vào lớp vải màu trắng nữa. Mình nghĩ đây là rơi vào khoảng tầm 3-4 lớp đấy. Một lớp bên ngoài này, một lớp ở giữa và một lớp ở bên trong nữa. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là cái dây đeo nó rất là chắc chắn. Ở đây còn có cả hai cái nút để các bạn có thể là gài vừa cái lỗ tai của mọi người. Mình sẽ đeo thử. Oh my god, nhìn trông cũng khá là vừa với cả mặt của mình. Và ngoài ra mình thấy là nó cũng khá là dễ thở. Nó cũng không khó thở như những cái khẩu trang y tế đâu, mà nó còn dễ thở hơn cả những cái khẩu trang y tế. Có lẽ là mình cũng sẽ phải tuân thủ cái quy định 5K của nhà nước thôi nhờ, là mình sẽ đeo khẩu trang để nói chuyện với các mọi người. Thì đây là một cái khẩu trang mà có thể tái sử dụng được, có nghĩa là các bạn có thể giặt nó và phơi khô rồi các bạn lại dùng nó như bình thường. Đây là một cái đôi tất đen trơn thôi, không có gì gọi là đặc biệt cả. Ngoài ra thì mình thấy là về cái chất vải của nó được thêu, được dệt khá là dày đấy, phải nói là vô cùng là dày, nó dày hơn so với những cái tất khác mà mình đã sử dụng, mà mình mua hàng ngoài chợ. Thì với cái tất của Coolmade này là mình rất là ấn tượng vì nó khá là dày. Và cái phần này ôm ở cổ chân này. Và về cái phần chun này mình cũng đã xỏ thử qua rồi thì mình thấy là nó cũng không hề bị đau ở cổ chân đâu. Cho nên là các bạn yên tâm là cái tất này đi cũng sẽ khá là thoáng mát vào mùa hè. Tất nó chia ra cũng khá là nhiều loại, nhưng mà ở trên tay mình cầm ở đây là cái loại cất ngắn cổ, là nó chỉ cao tới khoảng mắt cả chân của mọi người thôi. Cho nên là các bạn yên tâm là sẽ rất là phù hợp cho các bạn đi những đôi giày nào cao cổ hoặc là thấp cổ đều không hề bị quá lố ở cái phần tất này, nó quá dài. Và cái sản phẩm tiếp theo mà mình unboxing cho mọi người là một chiếc áo t-shirt. Và trước mặt mọi người đây là một chiếc áo t-shirt màu đen trơn của Coolmade. Về cái áo này thì chúng ta sẽ có một cái logo của Coolmade in ở đây cũng như là size của sản phẩm. Về cái size này, ở đây là mình mặc là size 2XL. Mình có hỏi qua với những cái bên nhân viên ở bên Coolmade thì họ có tư vấn là mình muốn mặc rộng, mình muốn mặc nó hơi rộng rộng một chút thì là mặc size 2XL, cho nên là mình đã pick size 2XL. Và ngoài ra thì ở góc bên trái của áo, ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái chữ Coolmade nhỏ nhỏ ở đây cùng với cả cái dòng chữ là Premium T-shirt. Thì thực sự là đúng là premium thật, bởi vì là cái chất vải của nó vô cùng là xịn. Phải các bạn phải cầm ở trên tay ý, thì các bạn mới hiểu được là cái độ chất vải. Và nếu như mà mọi người để ý thì ở đây có ghi là cotton compact. Thì cotton compact là một cái loại cotton nó vô cùng là xịn. Và để mình nói rõ hơn về cái cotton compact thì cái cotton compact này, cái thứ nhất là nó dệt nhiều hơn so với các loại vải cotton bình thường. Và ngoài ra ý, các bạn sờ vào cái mắt vải này, nó rất là mịn. Và về cái áo này có ghi ở đây là 95% là cotton compact và 5% là spandex, để cho các bạn có thể có một cái độ thoải mái. Các bạn để ý thì chỉ cần nhìn vào cái đường vải ở trên cái áo này thôi là các bạn cũng đã hiểu được là cái độ chất lượng của nó như nào, bởi vì là họ dệt rất là kỹ. Và ngoài ra ấy, thì như cái đường vai ở áo cũng như là những cái đường dệt bo cổ này, các bạn có thể thấy là họ
dệt cũng rất là tỉ mỉ và chi tiết. Như mình nhìn thấy ở đây là cái đường chỉ để hoàn thiện một chiếc áo này nó phải gọi là đỉnh cao. Các bạn phải để ý thật kỹ là cái đường chỉ này nó may đều tăm tắp luôn. Nó không hề có một cái sự lệch lạc nào trên cái chiếc áo này. Chúng ta có thể thấy là founder của Kumet vô cùng là chăm sóc cái áo này và thật sự là đặt rất là nhiều tâm huyết vào từng cái đường chỉ một. Ngoài ra về cái áo này, nó có thể hợp mặc để chạy thể thao hoặc là nó có thể mặc bất kỳ lúc nào các bạn muốn, bởi vì là nó là một cái áo basic thôi, không hề có một cái điểm nhấn gì ở trên cái chiếc áo này cả. Nhưng mà suy cho cùng ấy thì cotton compact cũng luôn là một cái loại cotton vô cùng đỉnh. Mình sửa ở đây mà mình thích, mình kiểu như là muốn ôm đi ngủ luôn ấy, bởi vì là nó khá là mịn, vô cùng mịn và mướt luôn. Đây là một cái áo mà mình mua thử để mặc thử thôi, và chắc chắn sau khi mà tắt clip này thì mình sẽ mua nhiều cái áo này hơn, nhiều màu hơn, bởi vì là thật sự đây là một cái áo essential mà mình phải có trong tủ đồ. Và không biết là các cái áo cotton khác của mọi người thì nó như nào, nhưng mà cotton mà mình mua ấy thì thường mình mặc một khoảng 1-2 tháng thôi là mình giặt, sau đó thì cái áo cotton này cùng mình vải nó bị hôi. Vải nó bị hôi mặc dù khi mà mình đã giặt cả nước xà vải rồi nước giặt quần áo rồi, nhưng mà nó vẫn bị hôi. Mình cũng không hiểu tại sao, cho nên là mình thường sẽ mặc một cái áo cotton bình thường trơn như này khoảng 1-2 tháng, sau đó thì mình không mặc nó nữa bởi vì là nó hôi lắm. Chỉ cần các bạn vừa giặt xong nhá, các bạn phơi khô phát là nó hôi luôn. Mình nghĩ là nó hôi bởi vì là do nó là cotton chưa thật sự tốt. Còn với cả cái loại cotton compact này thì mình nghĩ là nó sẽ không bị hôi đâu. Mình thực ra mình không nghĩ đâu, mà mình dám chắc với cả mọi người luôn là giặt nó không bị hôi. Còn nếu như mà các bạn mặc, các bạn không giặt thì chắc chắn là áo nào nó cũng hôi rồi. Nó chỉ không hôi khi mà các bạn giặt xong và nó vẫn còn thơm mùi xà vải ấy. Thì đấy là một cái loại vải tốt. Còn cái loại vải mà các bạn giặt xong các bạn ngửi lên mà mùi nó kiểu hôi 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 ấy, thì đấy không phải là vải tốt. Và cái sản phẩm cuối cùng ở trong cái box mà mình mua ấy, đó chính là một cái boxer. Và trước mặt các bạn đây là một chiếc boxer đến từ local brand Việt Nam. Chính là lý do lớn nhất mà để mình mua Kumet là nó có bán quần xịp. Mình chưa bao giờ gặp một cái hãng bán quần xịp nào mà lại là local brand. Cho nên là mình muốn thử xem là không biết là quần của local brand thì nó có tốt không, nó có thoáng mát hay là nó có mặc nó có như nào hay không. Thì mình phải mua nó để về mình thử xem là nó như nào. Và về mấy cái đồ underwear này này thì nó chia ra làm mấy loại lận cơ, nhưng mà mình chọn cái loại boxer này để mặc cho nó thoải mái. Ở đây chúng ta sẽ được một cái capsule theo chữ Kumet ở đây. Và ngoài ra thì mình thấy là cái chất vải này cũng khá là thoáng mát. Và đây là một chiếc quần boxer. Và đây là một chiếc quần boxer có được làm bằng vải bamboo. Nếu như các bạn không biết thì vải bamboo là vải sợi tre. Thì đây là một cái loại vải mà phải nói là sờ vào ấy, cái cảm nhận đầu tiên của các bạn sẽ cảm thấy nó khá là mịn và nó rất là mềm mỏng. Và ngoài ra thì ở trên cái sợi vải này có những cái lỗ li ti như này cho các bạn cảm thấy là mặc nó sẽ thoáng mát rất là nhiều, nó không bị bí ấy. Ok, đây là một cái quần xì đầu tiên mình mua của local brand Việt Nam. Và mình cảm thấy là nó vô cùng là chất lượng và đáng giá. Với cái giá bán của nó cũng không quá là cao. Mình mua 4 sản phẩm này đâu đó chỉ khoảng tầm 200 mấy cả ship hay sao ấy, khoảng đâu đó khoảng 230-240 cả ship thôi. Bên trong và trong web của Kumet họ bán tất tần tật, tuốt tuần tuột những cái sản phẩm gì của Việt Nam mà các bạn cần. Từ quần áo này, xong rồi khẩu trang, quần xịt, rồi tất này, rồi áo khoác các thứ, cái gì họ cũng bán, áo sơ mi họ cũng bán luôn. Và chắc chắn là sau khi mà tắt cái clip này xong thì mình sẽ mua thêm boxer là một này, và áo t-shirt trơn là hai. Đây là hai món đồ mà mình đang thiếu trong tủ đồ của mình. Ngoài ra thì ở trên website của Kumet ấy, họ còn có nhiều những cái món đồ cùng với cả cái packing to hơn cơ. Nhưng mà mình đặt ở đây là cái box này là box essential. Như vậy là mình cũng đã unboxing xong về Kumet. Đây chỉ là một cái sản phẩm mà mình mua trong cái list hàng sắp tới thôi. Và nếu thấy video này hay thì các bạn nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.